Shop đồ chơi xe máy Trương Nguyễn xin chào toàn thể các bạn nhé. Thì ngày hôm nay shop muốn chia sẻ với toàn thể các bạn một chiếc xe Xside 150 2019 rất là mới. Chiếc xe này vừa được xuất ra khỏi showroom luôn, và chủ nhân chiếc xe đã đi từ showroom ra shop để độ lại xe. Và như cái mong muốn, những yêu cầu của chủ xe thì chủ xe muốn là độ lại cái dàn đèn này, độ lại đèn này. Lắp thêm đèn chứ không phải độ lại đèn, mà là chủ xe muốn lắp thêm đèn, có nghĩa là làm 4 quả L4, hai cái trên, hai cái dưới, và độ lại và lắp thêm chống đổ trước, chống đổ Zizoma đó, và độ thêm tay nắm màu xanh đấy, tay phanh luôn, cũng đi theo tông sạc tông đó. Và điều đặc biệt nữa thì chiếc xe này vừa được lấy ra và chủ nhân của chiếc xe đã mạnh dạn là lên thêm cái gửi số kép cho chiếc xe yêu quý của mình đó. Vành đúc cũng màu xanh luôn nha các bạn nhé, xe chưa biển. Và như các bạn đang nhìn thấy đây thì là cái chiếc xe này mình đã lên tông xẹt tông luôn cho cái theo cái màu của xe luôn, là tông sạc tông luôn, gầy số kép màu xanh, chống đổ trước màu xanh đó, tay phanh, tay nắm cũng đều là màu xanh luôn đó. Thì chia sẻ với tất cả các bạn này, bình thường nếu như chúng ta đi ấy, thì chỉ cần hai chiếc L4 lắp ở dưới đã là rất sáng rồi. Và thật sự với các bạn là L4 chuẩn khi lắp lên ấy, mà L4 chuẩn nó cực sáng, chỉ cần hai bóng dưới đã cực sáng rồi. Nhưng chủ nhân của chiếc xe này lại thích là phải là sáng nữa, sáng mãi và sáng xuyên màn đêm. Chính vì thế cho nên là chủ nhân chiếc xe này đã muốn là lên thêm hai chiếc đèn nữa ở bên trên đó. Và một điều đặc biệt nữa mà mình muốn chia sẻ với các bạn, những bạn nào mà đi quay gym mà muốn lên 4 dàn đèn này thì các bạn nên lên thêm cái sạc, đó là cái sạc Attila. Nó giúp cho đèn, nó giúp cho điện của các bạn khỏe hơn, tốt hơn đó. Đấy. Chúng ta cần lên thêm một cái chiếc sạc, đó là sạc Attila đây. Đấy. Và bây giờ thì mình sẽ bóc cái sản phẩm này ra cho tất cả các bạn xem. Đây, sau khi bóc cái bao bì sản phẩm xong, đây, bóc ra xong thì cái chiếc sạc của chúng ta là như thế này. Đấy, bình thường các bạn, bình thường ấy, thì chiếc sạc thông thường zin theo xe ấy, thì nó chỉ bé bằng 1/3 cái này thôi. Nó chỉ bằng thế này thôi, bằng một thế này thôi. Đó, chỉ bằng thế này thôi. Đấy, nhưng mà khi chính vì là nó bé cho nên là cái sức nạp của nó vào rất là yếu, cho nên là chúng ta phải lên thêm cái sạc này. Đấy, thì khi mà chúng ta lên thêm cái sạc này to gấp 3 lần bình thường, to lên gấp 3 lần cái sạc bình thường, thì cái lượng sạc của nó vào trong bình của chúng ta nó sẽ tốt hơn, nó khỏe hơn, giúp cho điện của chúng ta khi mà đẩy ra cái đèn LED nó sẽ khỏe hơn. Chính vì thế cho nên là đèn LED nó sẽ bền và sáng hơn rất nhiều nha các bạn nhá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ review cái con xe này một chút nữa. Đấy, thì như các bạn đang nhìn thấy thì cái màu sơn của con này nó là màu xanh tím than. Màu xanh tím than pha với lại màu hường. Đấy. Thì nói về logo, nói về thiết kế của cái chiếc xe Exciter này thì mình thấy là cũng khá ổn. Đấy, cũng khá ổn. Đấy, các bạn thấy không? Đây là tem sườn của con X29 này. Đó, vẫn là cái tem nổi của Yamaha. Đó, và cái tem sườn cũng là tem của Xside thì sẽ được độ lại toàn bộ, được thiết kế lại toàn bộ. Đó, được thiết kế lại toàn bộ và nhìn khá là bắt mắt đó. Thì bây giờ thì mình sẽ quay lại toàn cảnh con xe này để cho các bạn cùng xem.
Thì ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ và review lại con xe này để cho các bạn tham khảo và giới thiệu với các bạn cái mẫu xe Exciter 2019. Trông nó khi mà lên số gầy số kép cũng như là lên tay phanh, lên tay nắm rồi lên đèn nó sẽ như thế nào, cũng như là cái chống đổ đằng trước. Đó, thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip này. Cảm ơn và hẹn gặp lại.